Xin chào bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các mẫu xe đạp đua Gian TCR, một chiếc xe đạp khung nhôm siêu nhẹ và được sử dụng cặp vành cao bản carbon, cộng với cả là bộ set chuyển động Shimano, cộng set của S-Jam, bộ S-Jam 4C. Rất là ngon trong cái tầm giá. Khung nhôm, thương hiệu Gian, thương hiệu quốc dân trong dòng xe đạp tại thị trường Việt Nam rồi. Rất là có tiếng trên toàn thế giới về công nghệ làm nhôm, sản xuất nhôm, nhôm xe đạp tốt nhất thế giới hiện nay. Và độ nhẹ của chiếc xe nó chỉ khoảng dưới chục cân thôi. Độ nhẹ nó còn tốt hơn là những chiếc carbon trong phân khúc nữa. Và cái giá bán em đang bán chỉ có là 23.800 các bác nhé. Rất là rẻ. Chiếc xe đạp cực kỳ là đẹp. Phiên bản xuất Mỹ. Sử dụng bộ group, set group của S-Jam 4C này, rất là ngon. Đấy, với các bác mà chơi xe lâu năm ấy, thì có tìm hiểu về xe đạp thì cũng biết cái bộ này nó chất đến đâu. Giá mua mới nhé, không dưới 1.000 đô các bác nhé. Đấy. Nguyên một set luôn. Không dưới 1.000 đô một cái set này. Mua mới mà giờ khả năng là không còn hàng để mà mua đấy. Cọc yên carbon này. Bộ này là 10 lít, 11 lít và 2 đĩa. Cho 2 tốc độ khác nhau. Vành carbon cao bản vành béo, lốp dán các bác nhé. Lốp này là lốp không xăm. Đây cối lổ Lovatec. Và những đồ cao cấp được đeo trên chiếc xe đó. Gian xuất Mỹ, phiên bản xuất khẩu Mỹ. Rất là đẹp, màu đồ TCR. TCR nó cũng là dòng cao cấp của dòng xe đua Gian này. Nên là cấu hình nó cũng phải rất là ngon. Tay lắc S-Jam này. Phanh 3 mảnh, mấy yếu trước cũng là Lovatec. Vành carbon cao bản, vành béo. Bây giờ em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 48 cm, từ khóa yên tới tâm của phốt là 52 cm, thì xe có size là size S đây. Size cho các bác từ khoảng 1m62-63 đến khoảng 72-73 đi là phù hợp. Chuyển động rất ngon này, mượt mà. Cái lưỡi đề rất là đẹp. Và giá bán của chiếc xe bên em chỉ có là 23.800 bao ship toàn quốc, cho tất cả các bác chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình, cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn đang đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.